tất cả mọi người, ngày hôm nay Ngọc Mẫn xin được chia sẻ với quý vị cách làm một loại bánh từ dâu tây. Đây chính là bánh dâu tây kem tươi. Đây là món bánh rất phổ biến của phương Tây. Và món bánh này làm thì nhanh, đơn giản mà lại rất ngon. Cho nên Ngọc Mẫn muốn chia sẻ cho quý vị cùng làm. Đầu tiên thì Ngọc Mẫn xin được giới thiệu. Đầu tiên là Ngọc Mẫn sẽ sử dụng 300g kem tươi thực vật, một ít bánh quy vụn nhé, 50g đường trắng và một ít dâu tây, chỗ này khoảng 300g dâu tây và một ít hương vanilla. Quý vị ơi, kem tươi thì Ngọc Mẫn sử dụng cái whipping này, pet này là cái này là thuần chay nhá, cái này không có sữa và được chế biến từ những từ thực vật, cho nên là cái này thuần chay. Đầu tiên thì Ngọc Mẫn sẽ cắt nhỏ dâu tây ra. Món bánh này thì Ngọc Mẫn học được từ một cái ông tổng bếp trưởng của Ngọc Mẫn trước đây là người nước Pháp, và ông đã làm cái món này và Ngọc Mẫn thích quá. Thì Ngọc Mẫn có thay đổi một số thành phần để phù hợp với những người ăn chay và thuần chay. Quý vị có thể cắt to hơn một chút hoặc nhỏ hơn thì tùy mình, nhưng mà Ngọc Mẫn cắt với cái kích cỡ như thế này là vừa nhất và hợp lý nhất. Sau khi dâu tây được cắt xong thì Ngọc Mẫn sẽ cho vào nồi và chúng ta sẽ nấu nhé. Cho hết dâu tây vào và cùng với một ít 50g đường trắng, và chúng ta sẽ nấu cho nó ở cái lửa nhỏ cho nó mềm cái dâu tây là được. Khi nào mà dâu tây ngấm với đường và tạo ra một cái sốt nó sền sệt nhưng cái miếng dâu tây lại không được nát nhé, thì đấy nó mới đạt được. Trong lúc nấu thì lâu lâu chúng ta nhớ đảo qua không có nó cháy nồi nhá, và để ở chế độ nhỏ lửa thôi. Đây, dâu tây như thế này là đạt nhá. Và chúng ta sẽ đổ ra chén hoặc là một cái bát và chúng ta sẽ để cho cái sốt dâu tây này thật là nguội nhá. Và trong lúc đợi dâu tây nguội thì Ngọc Mẫn sẽ hướng dẫn quý vị đánh kem tươi. Cái kem tươi này thì chúng ta sẽ không có đánh cứng bông cứng mà chúng ta đánh bông mềm thôi. Tại vì nếu mà đánh bông cứng thì sẽ rất là khó bơm. Cái kem tươi này là chính là cái kem mà quý vị nếu mà ai mê trà sữa hay là mê cái Highland Coffee hoặc là một số cái topping thì chính là cái kem mà họ hay bơm lên topping. Cái kem này rất là khó tan. Và nếu mà chúng ta đánh bông cứng thì sẽ không có bơm được, cho nên chúng ta đánh mềm như Ngọc Mẫn như thế này thôi nhé. Đây, mềm như thế này thì chúng ta bơm rất là dễ dàng và nó giữ được lâu nữa. Sau khi ấy thì mình sẽ cho vào cái túi bơm. Ngọc Mẫn cho vào cái túi bơm như thế này thì mình bơm cho nó đẹp. Và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ bọc lại và để đây. Tiếp theo là chuẩn bị ly. Ly thì quý vị có thể dùng ly nào nhà gia đình mình có. Thì Ngọc Mẫn có cái loại ly này cũng rất là dễ thương. Ngọc Mẫn sẽ bơm vào ly. Đầu tiên là chúng ta sẽ bơm một lớp kem tươi vào ly. Tiếp theo là bỏ vào đây một lớp bánh quy vụn. Bánh quy giã nát ra và sẽ cho vào. Thì cái này tổng thể là nó sẽ có 6 lớp, 2 lớp kem tươi, 2 lớp dâu và 2 lớp kem tươi, 2 lớp dâu và 2 lớp bánh quy nhá. Đầu tiên là mình sẽ cho kem tươi, sau tới là bánh quy, tiếp theo là dâu tây. Rồi mình lại bơm kem lên.
Và nhớ là phải để dâu tây nguội rồi mình mới làm nhá. Nếu mà dâu tây còn nóng là mình bơm kem lên nó sẽ không được đẹp, nó sẽ tan mất kem đấy. Bơm ra sát ngoài cái ly thì khi mà mình nhìn từ ngoài vào nó sẽ có ra những cái lớp rõ rệt và nhìn rất là bắt mắt. Mình làm ăn là một chuyện rồi, và cái vấn đề là người ta nói là ăn bằng mắt, mình làm sao mà người khác nhìn vào nó thật là hấp dẫn thì cái món ăn của mình nó mới đạt 100% hiệu quả nhé. Tiếp theo là cho thêm một lớp bánh quy nữa, đây là lớp bánh quy cuối cùng nhé. Tất cả các lớp quý vị đều cho ra sát ngoài cái ly giúp Ngọc Mẫn. Rồi, đây cũng là lớp dâu tây cuối cùng rồi nè. Mình cho ra sát như thế này thì chút nữa mình nhìn từ phía ngoài vào cái ly của chúng ta sẽ có từng lớp một, từng tầng một và nhìn rất là bắt mắt. À, nếu mà mình có nhiều gia đình, nhiều người thì mình làm tăng công thức lên. Và mỗi một lần mình ăn cơm xong mình dùng một cái ly này tráng miệng rất là tuyệt vời ạ. Rồi, và đây là lớp kem tươi cuối cùng nhá. À, mọi người, quý vị ơi, đây là lớp kem tươi cuối cùng. Và tổng thể cái ly này sẽ có 6 lớp. Hai lớp kem tươi, hai lớp dâu và hai lớp bánh quy vụn. Nếu quý vị nào không có bánh quy vụn thì dùng bánh bông lan giúp Ngọc Mẫn. Mình có thể thay bánh quy vụn bằng bánh bông lan nhé. Và đây là công thức Ngọc Mẫn đang làm thuần chay nhé mọi người ơi. Đây còn ít bơm nốt lên đây. Ok, và bây giờ Ngọc Mẫn sẽ trang trí vài quả dâu tây lên đây cho nó bắt mắt. Tiếp theo là quý vị có thể cắm lên đây một vài lá bạc hà hoặc là một cái lá gì đấy mà nó phù hợp với dâu tây nhá. Vâng, và quý vị ơi, đây là 3 ly kem dâu bánh bánh kem tươi dâu tây Ngọc Mẫn đã làm xong, nhìn rất là bắt mắt. Lớp nào ra lớp đấy. Và Ngọc Mẫn xin được tả cái hương vị của cái món ăn này cho mọi người hiểu nhé. Cái món ăn này khi mà mình ăn vào thì nó sẽ có độ béo, ngậy, ngọt, chua, bùi và thơm. Nói tóm lại là nó là một món ăn rất là hoàn hảo, nó như một cái bản nhạc vậy đó. Chúng ta ăn nó có đầy đủ vị hết. Và một lần nữa thì Ngọc Mẫn xin được chúc cho tất cả quý vị có thể thành công với món bánh kem dâu tây này nhé. Và quý vị ơi, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ Ngọc Mẫn với. Một lần nữa thì Ngọc Mẫn xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và Ngọc Mẫn xin chúc cho tất cả quý vị có thật là nhiều sức khỏe. Và nhớ đón xem video tiếp theo của Ngọc Mẫn. Bây giờ thì Ngọc Mẫn xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye.